người, đây là con sông mà Chen té 4 lần dưới này. Một lần là đi bắt ốc, một lần đi bắt cá, một lần là đi qua bên kia đi gỡ lưới á mọi người. Té xong 2-3 lần gì uống nước no rồi lên. Mọi người tham khảo đi. Chúng ta cùng bơi nhé. Đưa tay đi nào, lại bên nhau bạn nhé. Tay cùng keep 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 keep. Bỏ xa luôn. Keep 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 keep. Đưa tay đây nào, bên nhau, nhau bạn nhé. Trời ơi. Hello tất cả mọi người. Bây giờ thank you.
chỉ còn em với anh. Ghi một đêm trăng thanh, quán bên đường vắng tanh, chỉ còn em. Nỗi nhớ ngàn khơi, không cuồng phong gió mưa nào ngăn nỗi. Người yêu dấu ơi, dù năm tháng thêm xa vời, bóng đêm tối chẳng lẻ loi đơn côi cuộc đời. Giọt lệ đắng cay nhỏ trên gối bao. Thì để lưu niệm thì muốn nhờ anh em quân đoàn ghi về từ. Thí dụ bây giờ có lẽ là 1-2 năm nữa tôi còn đây, nhưng cái này ít cũng còn mãi cơ. Thì trong đó thì nhiều năm người ta đã ghi rồi, tôi về năm 15-16 tất ra đi thì cũng nhiều người rồi, nhưng mà cho nên ít cho nên hôm nay là muốn thấy đoàn nào là cũng có quà này là làm chứng chúc đoàn. Và đây là 5 chiếc xe đạp mà Jen sẽ tặng cho 5 bạn đặc biệt khó khăn.
không có phương tiện đến trường, cũng giống như Trang ngày xưa đi học là đi bộ. Ngày xưa là Trang không có xe đạp để đi nha mọi người, Trang là đi 2, xe đạp một. Alo 1 2 3 4. Cho nên là Trang rất là quý trọng những cái chiếc xe đạp mà thời cấp 2, cấp 3. Tại vì khi mà đi lên cấp 3 thì vẫn có thể sử dụng được, cho nên là Trang quyết định là tặng. Sau đây xin mời cô Giang. Xin chào các thầy cô cùng tất cả các bạn học sinh thân mến. Chắc hẳn là thầy cô thì sẽ có người nhận ra và sẽ có người không nhận ra, tại vì hiện tại thì ngày xưa Jen cũng đã từng học ở trường trung học cơ sở Luân Chữ, và 7, 6, 7, 8, 9 là đã từng gắn bó với thầy cô 4 năm trong ghế nhà trường, cũng như các bạn đang ngồi có mặt trong ngày hôm nay. Thật sự thì ngày hôm nay chị rất là vinh dự khi về lại ngôi trường của mình, được tay bắt mặt mừng với tất cả những người thầy, người cô đã từng dạy dỗ chị đem mừng đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thật sự là cảm xúc của chị rất là vỡ òa khi chính bản thân chị là người đã từng học trên mấy trường này quay lại đây để có thể đóng góp một phần nào đó yêu thương để san sẻ cho tất cả các em có được những cái động lực để các em tiếp xúc đến trường và có những cái thành tích tốt nhất, và sẽ làm được những cái điều gì đó tốt đẹp về phía tương lai giống như chị bây giờ. Thì thật sự chia sẻ với các em là chị là mồ côi cha mẹ, và ngày xưa chị cũng đã từng nhận những cái học bổng như thế này và đã từng được thầy cô miễn giảm học phí cho đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay khi chị đứng ở cái vị trí này, chị đang làm những việc gì, các em có hiểu được ý nghĩa của việc mà khi chúng ta nhận điều gì đó, chúng ta sẽ san sẻ điều gì đó vào tương lai giống như những gì chúng ta đã nhận ở quá khứ. Và điều mà chị muốn nhắn nhủ đến các em rằng, chúng ta có dù có đang ở hoàn cảnh nào, chúng ta có khó khăn đến mức độ nào, chỉ cần chúng ta biết cố lên, chỉ cần chúng ta biết cố gắng, tất cả nó sẽ là tương lai tốt đẹp cả. Đừng bao giờ bỏ cuộc bất cứ một hoàn cảnh nào. Chị sẽ tâm sự cho các em biết là giai đoạn chị học lớp 6, lớp 7 là mẹ chị mất. Và cái thời gian đó chị rất là khủng hoảng tinh thần và hầu như là chị muốn bỏ học. Chị nhớ rất là rõ là đến năm lớp 9 là cô Nhung dạy bộ môn vật lý chủ nhiệm chị đã từng, chị đã bỏ học giữa năm lớp 9 và chị nghĩ là đến lúc này mình không nên đi học nữa. Tại vì học để mình làm cái gì trong những cái môi trường ở dưới quê như thế này, không có điều kiện phát triển. Và chị quyết định bỏ học, nhưng mà cô Nhung đã khuyến khích chị vào trường để làm hồ sơ chuyển cấp. Cô Nhung, chị nhớ không bao giờ quên, đến thời điểm bây giờ chị vẫn nhớ câu mà cô nhắn với chị là: em cứ vào trường, cứ làm hồ sơ chuyển cấp đi, rồi sau này có muốn học nữa thì em vẫn còn cái căn bản để mà học. Và chị không bao giờ chị quên. Chính vì cái ngày đó nhờ cô Nhung đã giúp chị, cho nên ngày hôm nay chị mới hoàn thành được cấp 3 và thi cao đẳng đại học. Và chị là học sinh khoa dược của trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Google và biết về tiểu sử của chị. Và ngày hôm nay không phải là chị đứng đây với một cái vai trò là chị có những cái hoàn cảnh gì đó nó tuyệt vời như các em nghĩ, nhưng ở đây tuyệt vời ở cái chỗ là chị có những cái tình yêu thương, chị có những cái sự san sẻ, chị có sự tri ân đối với thầy cô. Và nhân dịp ngày hôm nay, con là Trần Như Ngọc, con xin cảm ơn quý thầy cô. Cảm ơn thầy cô đã giúp đỡ con trong cái thời gian trung học cơ sở. Thật sự là một thời gian khủng khiếp nhất trong cuộc đời của con. Cô cảm ơn thầy cô rất nhiều. Vỗ tay lên các em. Thank you.
hôm nay các anh chị em đến trường để trao sức học bổng cho những em học sinh. Đây là tấm lòng cao quý, nghĩa cử rất tốt đẹp. Thay mặt cho chi bộ, thay mặt cho nhà trường, thay mặt cho tất cả các em học sinh trong nhà trường, thay mặt cho hội đồng sư phạm nhà trường, xin kính chúc tổ chức của em Lilian được dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Vỗ tay cho em. Chim ngọt sẽ bùi, đồng cát còn khổ, hay ăn quả dưới người trồng cây.
viên kim ca sĩ Lily Jane áo hôn tình Bolero trong 2019. Ngày nay em đã thành công trên nhiều lĩnh vực. Nhớ lại câu ơn ngày xưa của Nhật Mạnh Thường Quân và của thầy cô đã từng dạy dỗ và dìu dắt em để có được những thành công như hiện tại và sắp tới. Hôm nay em cùng gia đình và Nhật Mạnh Thường Quân về đây trao các suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn gì khó vươn lên trong học tập. Đó cũng là lý do buổi trao học bổng hôm nay. Đối với buổi lễ trao học bổng, ta xin trân trọng giới thiệu về phía gia đình. Trân trọng giới thiệu bà Nguyễn Thị Bụi là bà ngoại của em Trần Duy Ngọc. Trân trọng giới thiệu chị Trần Thị Ngọc Giàu. Trân trọng giới thiệu chị Trần Thị Ngọc Thiên. Trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Phương Thảo. Trân trọng giới thiệu anh Cao Văn Huy. Trân trọng giới thiệu anh Võ Hoàng Huy. Trân trọng giới thiệu anh Nguyễn Tiến Huy. Về phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Hoàng Văn Nghĩa, bí thư chi bộ hiệu trưởng nhà trường, cùng 30 học sinh ở 13 lớp có hoàn cảnh gia đình khó khăn để kiểm tra cho thầy Hoàng. Kính thưa quý thầy cô, ngày nay là tôi là ngoại của Lê Giang và Đặng Duy Ngọc. Tôi đến đây để xin những lời tri ân của thầy cô và công ơn của thầy cô dạy dỗ cháu của tôi là Lily Jane và Đặng Duy Ngọc. Ngày nay được đạt thành công của lời thầy cô dạy dỗ từ trước đây thì nói những cái câu đó, thì ngày hôm nay tôi cũng mong muốn các em học sinh ngày hôm nay cũng nhờ thầy cô dạy dỗ các em học sinh ở trường Quỳnh Phúc Tám này đã vượt lên và vươn lên theo nấu ngầu theo của Lily Jane, từng học và từng ở lớp, từng đi lên để nhớ những lời thầy cô. Bây giờ tôi cũng không có những gì thôi và tôi có lời tri ân ghi nhiêu đó thôi. Xin cảm ơn các thầy cô ở trường. Tiếp tục chương trình, xin chào mọi em Trần Duy Ngọc đại diện cho gia đình và Mạnh Thường Quân lên có lời phát biểu. Mời em. Lời đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý thầy cô đang thực hiện công việc trồng người ở tại trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Thanh. Và xin chào tất cả các bạn học sinh hôm nay. Thật sự thì ngày hôm nay cũng rất là vinh dự được sự hỗ trợ của phía nhà trường Trung học phổ thông Nguyễn Thị Thanh đã tạo cho gia đình và cũng như Lily Jane có một cái cơ hội để đến đây và thực hiện những cái yêu thương của mình đến tất cả các bạn học sinh. Thì đối với bản thân Lily Jane là Trần Thị Ngọc, là cũng là học sinh của trường Trung học phổ thông Thanh, là học sinh đợt đầu của trường, và cùng với những cái yêu thương và những cái đồng bọc của thầy cô, và trong những năm tháng mà Lily Jane đang học ở dưới nhà trường thì tất cả những cái học bổng, những cái gì tốt đẹp nhất thầy cô cũng đã dành cho em trong suốt những thời gian qua. Cho nên đến thời điểm hiện tại, nhờ những công ơn dạy dỗ, nhờ những công ơn yêu thương che chở đồng bọc và có những cái quan tâm sâu sắc đến em, nên em mới có được những cái nền tảng sâu sắc và vững chắc đến ngày hôm nay như thế này. Thật sự là em rất là cảm ơn thầy hiệu trưởng, thầy Nghĩa, thầy Sang, tất cả các thầy cô đã luôn bên cạnh cho em có một cái căn bản rất là tốt về giá trị đạo đức. Và thật sự khi mà em đứng ở đây, em đang là một học sinh, em không nghĩ em là một người Mạnh Thường Quân hay là cái gì cả, và em đứng đây với một cái vai trò là một người chị đi trước các em, và em muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn học sinh, chúng ta dù có bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, chúng ta phải phấn đấu hết sức để chúng ta có được những cái cơ hội về tương lai và có những cái nền tảng vững chắc cho tương lai của chúng ta. Và cái điều mà em muốn nhắn nhủ đến tất cả các bạn học sinh nhân dịp cái cơ hội lần này là khi chúng ta có được những cái yêu thương từ tất cả các bạn thân,
dù nó là nhỏ nhưng là một cái ý nghĩa rất là to lớn. Chúng ta nhờ nó mà chúng ta nhớ lại để chúng ta quay về lại giống như chuyện ngày hôm nay, làm những điều gì đó tốt đẹp hơn cho tất cả các thế hệ đời sau của trường. Và mình hy vọng là tất cả những thành công, những thành tựu mới về những người học sinh có mặt trong cái buổi lễ ngày hôm nay sẽ càng thành công hơn nữa và tiếp tục tiếp nối chuyện làm những điều gì nữa và trở thành một người tốt cho xã hội. Em xin hết. Lần đầu tiên thì thầy muốn nói hay là đối với các em học sinh cũng như là em Ngọc, còn đối với cái gia đình thành viên của gia đình chúng ta ngày hôm nay thì phải nói thầy khi thầy nhận được cái tin mà thầy sang báo thì thầy rất là cảm động, rồi đã biết được một đứa con mình đã thành đạt và thành đạt trên cái lĩnh vực về văn hóa và các lĩnh vực khác thì tương lai sau này lại ở bên ngoài thầy có nói em Ngọc là em cố gắng và cố gắng hơn. Thì cái ngày hôm nay thì thầy muốn nói ở đây đó, là nhà trường rất cảm ơn và rất xúc động. Thầy đại diện cho lãnh đạo nhà trường cảm ơn em Ngọc và gia đình của em rất là nhiều, cũng như là các thành viên chúng ta đi ở trong đoàn ngày hôm nay. Và đây là những bước nghĩa tưởng cao đẹp. Và trường chúng ta cũng đã có nhiều nghĩa tưởng như thế này, nhưng mà lần đầu tiên một em học sinh cũ quanh nhà trường làm cái nghĩa tưởng này. Và mặc dù là thầy nói ở đây là cái giá trị của những món quà không tính tới, nhưng mà ta tính cái giá trị về vấn đề cái tinh thần rất là lớn và nó cổ vũ cho các em mà, và động viên các em là sau này và thầy hy vọng sẽ có nhiều tấm gương noi theo cái em nào. Cái này thì các em là ba mươi em ngày hôm nay thì các em nên nhớ trong trường chúng ta thì là cái đường ở đường sau khó khăn còn rất nhiều, nhưng mà chúng ta đã là phấn đấu vươn lên và đạt được một số thành tích. Và ngày hôm nay thì một lần nữa thì thầy đại diện cho nhà trường rất cảm ơn là em Ngọc cũng như là gia đình của em cũng như là các thành viên cũng như là các phụ huynh đã có những tấm lòng cao đẹp và đối với học sinh của trường còn nhiều những khó khăn. Một lần nữa xin là chúc sức khỏe đại gia đình chúng ta như là các em là nên là nhiều khó và từ những cái tấm lòng này mà chúng ta nhân tặng ra xin hết. Trường